chương 3801, vô thường quỷ thành nguy cơ. Nhánh sông Tam Đồ Hà trải rộng vũ trụ, chỗ không gian hỗn loạn, thiên cơ tuyệt đoạn, Tam Đồ Hà lưu vực, chỉ là địa ngục giới một vùng trong tinh không trong Tam Đồ Hà. Hai bên bờ chỉ là lục địa đen rộng lớn, những lục địa này chính là ước vạn năm đất bồi mà thành. Diện tích nơi đây vô cùng rộng lớn, so một tòa đại thế giới còn muốn lớn hơn, lòng đất chôn giấu vô số thi cốt có những vị từng lưu danh sử sách, đối với tử linh mà nói, nơi này là tu luyện tuyệt hảo, có thể đào móc ra những bí tàng bảo địa, mỗi ngày đều có số lượng lớn quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc tử linh, sinh ra linh trí, từ trong đất bùn leo ra, phòng đồ quỷ thành có một gốc thế giới thủ, bây giờ liền cắm rễ tại lưu vực tam đồ hà, như là hải đăng, thế uẩn truyền khắp tinh hải, đối với các đại quỷ thành, cốt hải, thi cương đều có tác dụng chấn nhiếp trương nhược trần biết mình chính là mục tiêu công kích bởi vậy không dám cao điệu lấy tinh thần lực che giấu thiên cơ lặng yên đi vào lưu vực tam đồ hà may mắn một đường thông thuận không có lọt vào chặn giết đây cũng là ưu thế của thiên viên vô khuyết chỉ cần điệu thấp một chút cẩn thận một chút liền có thể che giấu thiên cơ ai cũng không cách nào phát hiện cổ hạm được làm bằng gỗ dài trăm thước lướt trên mặt sông rộng lớn như biển tại tam đồ hà nước sông đục ngầu phát ra thi số Trương Nhược Trần nhìn qua thế giới thụ cao ngất ức giảm. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quỷ chu, nhảy qua nhảy lại, động như đom đóm, có thể thấy được, trận náo động xảy ra vào 30 năm trước tại lưu vực Tam Đồ Hà. Đã khôi phục lại trật tự bình thường, phong đô quỷ thành vẫn như cũ có địa vị siêu phàm. Phong đô đại đế chỉ là bị lưu vong, cũng không vẫn lạc, dù là thi tổ cùng hoàng tuyển đại đế dạng siêu nhiên thủy tổ này, lấy tàn hồn trở về vẫn như cũ không cách nào thay thế địa vị của phong đô đại đế trong lòng của trung tam tộc tu sĩ hàn phong liệt liệt thổi đến áo bào tung bay phất phới bàn nhược nói bây giờ lưu vực tam đồ hà thì tổ tọa trấn ma lê thành hoàng tiền đại đế trốn vào hoàng tiền cấm vực cùng phượng thiên tọa trấn tại phong đô quỷ thành hình thành thế chân vạc hoàng tiền đại đế cũng là mười phần phách lực chẳng lẽ không sợ bước theo gót của lôi phạt thiên tôn sao huyết đồ hừ lạnh một tiếng Nam Cung Phong nói, hắn sợ cái gì, chuyện trọng yếu hiện tại của địa ngục giới, là tại vùng tinh không chiến trường của hắc ám chi uyên. Tạm thời còn không có tinh lực đối phó hắn, lại nói, hoàng tiền cấm vực giấu ở chỗ sâu giữa các nhánh sông dày đặc của Tam Đồ Hà. Nếu không có thiên tôn cấp, hoặc là mấy vị bất diệt vô lượng đồng loạt ra tay. Căn bản lưu không được hắn, cổ hạm gỗ tiếp tục tiến lên, thi thủy trong Tam Đồ Hà, dần dần biến thành màu đỏ như máu hắc xạ thủ bị Trương Nhược Trần trấn áp tại Thiếu Dương Thần Sơn. Xuất hiện rất nhỏ rung động, thấy Trương Nhược Trần đối với huyết sắc của nước sông này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Huyết đồ lập tức nói, sư huynh có lẽ không biết, bản nguyên thần điện xuất hiện dị biến, bên trong liên tục không ngừng tuôn ra huyết dịch, sư tôn, sử dụng vô thường quỷ thành, trấn áp bản nguyên thần điện, mới đưa những huyết dịch này phong bế, nhưng, 30 năm trôi qua, ta gần nhất nghe nói vô thường quỷ thành đang bị ăn mòn, đã sắp không chân áp được huyết tiền trong thành. Cung Nam Phong chế diễu, lắm miệng, trần, chính là thiên viên vô khuyết, liền có thể nhìn rõ thiên cơ. Người nói những điều này, hắn lại không biết sao. Huyết đồ cảm thấy Cung Nam Phong thực sự quá đáng ghét. Luôn cùng mình đối nghịch, cả giận nói, ta nhịn ngươi rất lâu. Ta chính là đại đồ chiến thần hoàng, tuyệt đỉnh đại thần, ngươi chỉ là một cái khí linh đối với bản tọa một chút tôn trọng đều không có người như muốn chết ta thành toàn ngươi trần cứu ta cung nam phong trốn đến sau lưng trương nhược trần trương nhược trần nói huyết đồ người đi trước phong đô quỷ thành bái kiến sư tôn ngươi nói ta đã đến huyết đồ thu liễm lửa giận kinh ngạc nói sư huynh không đi cùng ta sao cung nam phong từ sau lưng trương nhược trần lộ ra cái đầu nói người có phải hay không ngốc Trần hiện tại chính là thiên viên vô khuyết, bị Phượng Thiên ép một cái, liền đi phong đô quỷ thành gặp mặt, cái này thành cái gì rồi? Thiên viên vô khuyết, tự có uy nghiêm, người dám nói thế với sư tôn sao? Người có còn muốn hay không tại vận mệnh thần điện tu hành? Huyết đồ nói, cung nam phong nói, ta nói cái gì sai sao? Ta đối với Phượng Thiên mười phần kính ngưỡng, nhưng không có nghĩa là ta không thể vì Trần bất bình. Nói thực ra, lần này, Phượng Thiên thật sự có chút quá phận. Huyết đồ nhìn thoáng qua thần sắc của Trương Nhược Trần. Không còn dám nói thêm cái gì. Sau khi thi lễ một cái. Liền rời đi thuyền hạm. Hướng thế giới thụ đỉnh phong đô quỷ thành mà đi. Cung Nam Phong lời nói mặc dù không hoàn toàn đúng. Nhưng cũng không sai biệt mấy. Trương Nhược Trần như cứ như vậy tiến về phong đô quỷ thành gặp Phượng Thiên. Khí chàng liền yếu đi ba phần. Nhất định rơi vào thế bị động. Khi cùng Phượng Thiên đàm phán khẳng định phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Vô thường quỷ thành nguy nga như ngọn thần sơn hình vuông màu đen. Đứng sừng sững ở bên cạnh tam đồ hà, tại một chỗ giao nhau khi thuyền hạm càng ngày càng gần. Bức tường cao lớn đem tầm mắt hoàn toàn ngăn cản, nước sông nơi này càng thêm đỏ tươi, tản ra quỷ dị khí tức của tử vong. Chấn thủ vô thường quỷ thành, chính là hắc vô thường tôn chủ, minh giả, bạch vô thường tôn chủ, hạc thanh, chính là quỷ tộc vô lượng cảnh thần tôn bây giờ vô thường quỷ thành, sớm đã trống không, cửa thành đóng chặt, hóa thành tử cành, sinh linh cùng tử linh, đều không thể đi vào. Minh dạ cùng hạc thanh thần điện, phân biệt ở hai vị trí nam bắc của vô thường quỷ thành. Tọa lạc ở trên âm sơn, địa thế cao hơn ra vài trăm mét, bẩm báo tôn chủ, vô thường quỷ thành mặt phía nam bức tường vỡ ra, đại lượng huyết tiền tràn ra ngoài. Trận pháp sư của thiên nam cùng vận mệnh thần điện chạy tới. Đang gấp gáp sửa chữa trận văn. Nhưng, tinh thần lực bọn hắn không đủ cường đại. Có người dính vào huyết tuyền, làm cho thần trí rối loạn. Công kích trận pháp sư bên cạnh, tình huống rất không ổn. Một vị chân thần, hướng minh dạ bẩm báo. Minh dạ tu vi là càn khôn vô lượng đỉnh phong. Toàn thân áo đen, nhìn qua 30 tuổi. Kiếm mi anh mục, quỷ khí trên người thu liễm. Ngược lại giống như một vị tu sĩ nhân tộc. Hắn nói, bình thường trận pháp sư, làm sao có thể tu bổ được trận pháp của vô thường quỷ thành. Kình Thiên chẳng lẽ không biết tình huống nơi này nguy cấp sao?" Vị kia chân thần nói. "Điều kiện của Kình Thiên?" Phượng Thiên không có đáp ứng, tự nhiên cũng liền chỉ là tượng trưng điều động mấy vị trận pháp sư đến đây. Hắn là muốn mượn việc này, bức Phượng Thiên cùng Địa Ngục giới chư thần thỏa hiệp. Minh Giả dạ ánh mắt băng lãnh, nhưng lại không thể làm gì, lại không dám đem lửa giận phát đến trên người Kình Thiên. Nói, lại đi bẩm báo Phượng Thiên, liền nói vô thường quỷ thành nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa tháng đã có không ít huyết dịch quỷ dị tràn nhập tam đồ hà a à, thần niệm của minh dạ cảm giác được cái gì bước nhanh đi ra thần điện hướng rộng lớn tam đồ hà nhìn lại tới gần khúc sông vô thường quỷ thành sớm đã không có bóng dáng một thuyền nào nhưng giờ phút này một chiếc thuyền hạm lại chạy ở phía trên lộ ra cực kỳ đột ngột tu sĩ chấn thủ ở ngoài vô thường quỷ thành đều là phát hiện hiện tượng quỷ dị này cùng nhau nhìn chăm chăm bàn nhược cùng cung nam phong từ trên thuyền hạm đi xuống. Đi vào cổng phía nam của vô thường quỷ thành, khoảng cách tường thành còn có mấy trăm trượng liền dừng lại. Không có tới gần màn sáng trận pháp, rất nhiều trận pháp sư tụ tập tại phụ cận, nhưng, tinh thần lực cao nhất, cũng chỉ là phong đô quỷ thành diêu quang. Diêu quang, chính là quỷ đế đế phi của một trong ngũ đại quỷ đế văn hòa. Bây giờ tinh thần lực đạt đến cấp 84, khoảng cách nhất niệm định càn khôn còn có cách xa một bước. Trương Nhược Trần đứng tại phía trước bàn nhược cùng cung Nam Phong. Phóng thích tinh thần lực, cẩn thận nghiên cứu huyết tiền tuôn ra từ trong khe hở của bức tường. Cùng trận pháp bố trí ở chỗ này, trận pháp có hư thiên khí tức, hiển nhiên hư thiên cũng tham dự phong tỏa vô thường quỷ thành. Nhưng, hư thiên cũng không am hiểu trận pháp, có lẽ cũng không có hao tốn sức lực, trải qua 30 năm ăn mòn, trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, tinh thần lực siêu nhiên, khiến cho ở đây tu sĩ căn bản nhìn không thấy trương nhược trần lại là nàng nàng tới nơi này làm gì chẳng lẽ vận mệnh thần điện thiên vận ti vị tôn giả kia tới vị tôn giả kia tinh thần lực tại phía dưới thiên viên vô khuyết thế nhưng là đệ nhất không có khả năng vận mệnh thần điện phải có người đến tọa trấn mới được nếu là hắn có thể đến phượng thiên đã sớm điều hắn đến đây diêu quang nói mọi người đừng quên bản nhược nếu là chịu ra mặt là có thể mời được mấy vị đại tinh thần lực giả. Nàng đến, ý nghĩa không thể coi thường. Một vị xuất sinh thiên nam sinh tử khư trận pháp thần sư cười lạnh một tiếng. Người chỉ là ai? Là bạch y cốc niết tàng tôn giả? Hay là vị kia tân tấn thiên viên vô khuyết? Bọn hắn sợ là đều không được. Vô thường quỷ thành cục diện. Chỉ có kình thiên gia mặt mới có thể khống chế. Ở đây trận pháp sư. Đều là nhẹ nhàng gật đầu bọn hắn biết rõ bên trong vô thường quỷ thành trấn phong tà dị đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả hư thiên tham dự bố trí trận pháp, cũng chỉ chống đỡ 30 năm mà thôi. Địa ngục giới tinh thần lực siêu việt như hư thiên, cũng chỉ có diêm la thái thượng cùng kình thiên. Diêm la thái thượng tại bế sinh tử quan, kình thiên không ra mặt, ai có thể trấn áp, một vị khô lâu tóc trắng dài, chắp hai tay sau lưng, nhìn chầm chầm xa xa bàn nhược cùng cung nam phong, cười hắc hắc nói vậy còn chờ gì mau mời kình thiên đến a à, vô thường quỷ thành như phá huyết tiền quỷ dị tiết ra ngoài đối với toàn bộ lưu vực tam đồ hà đối với toàn bộ trung tam tộc đều mang tính hủy diệt vị kia xuất sinh thiên nam sinh từ khư trận pháp thần sư cực kỳ không vui chừng mắt nói nâng lên kình thiên người hưng phấn như vậy làm cái gì hắn cảm thấy lão khô lâu trong lời nói có hàm ý đối với kình thiên không thế nào tôn trọng người không hiểu lười nhác cùng ngươi tranh luận khô lâu tóc trắng lắc đầu hậm hực mà đi rất nhanh liền biến mất không còn tam tích minh dạ mặc dù nhìn không thấy trương nhược trần nhưng trực giác nói cho hắn biết đến vô thường quỷ thành tuyệt không chỉ hai người bàn nhược cùng cung nam phong thế là tự mình chạy tới bái kiến dạ tôn ở đây chư thần cùng nhau hướng minh dạ hành lễ nhường ra một con đường minh dạ vượt qua đám người đi vào trước mặt bàn nhược ôn nhuận cười nói bàn nhược điện hạ đại giá vô thường quỷ thành, không biết có chuyện gì, bàn nhược có chút hướng minh dạ hành lễ, nói, ở trước mặt thần tôn, cũng không dám xưng đại giá, minh dạ lắc đầu, nói, bàn nhược điện hạ chính là đệ tử đắc ý của nộ thiên thần tôn. Tương lai chỉ ít cũng là vận mệnh thần điện một cung chi chủ. Thần phận cỡ nào tôn quý, nào chỉ là đại giá, nên gọi tôn giá mới đúng. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, mở miệng nói minh dạ thần tôn tuy nhập quỷ đạo đối với nhân tình thế sự lại là thông thấu cực kỳ minh dạ nghe được thanh âm của trương nhược trần nhưng không thấy thân ảnh của hắn trong lòng đã là chấn động mãnh liệt nụ cười trên mặt thu liễm nói đa tạ đế trần tán dương không biết đế trần cùng bàn nhược điện hạ có thể nể mặt nhập hắc vô thường thần điện một lần cũng tốt để minh dạ tận tình địa chủ hữu nghị đi thôi trương nhược trần dẫn đầu đi ra ngoài minh dạ sau đó đuổi theo tiến vào vô thường thần điện, Minh giả rốt cục nhìn thấy chân thân của Trương Nhược Trần. Lập tức kho mình hành lễ, nói, Minh giả khẩn cầu đế trần xuất thủ, chữa trị trận pháp của vô thường quỷ thành. Nếu để huyết tiền quỷ dị phá thành mà ra, tràn vào tam đồ hà, hạ du lưu vực tam đồ hà chắc chắn hủy hết. Chuyện này đối chung tam tộc mà nói, chính là trầm trọng đà kích, Trương Nhược Trần không vội đáp lại hắn mà là tùy ý, ngồi xuống trên ghế ngồi vốn thuộc về minh dạ thần tôn. Và nói, ta nghe nói, kình thiên không xuất thủ, là có điều kiện cực kỳ quá phận, đến cùng là điều kiện gì? Minh dạ nói, hắn muốn cho nhị đại nhân ra ngục, đến đây chấn thủ vô thường quỷ thành, lấy công chuộc tội, thiên nam nhị đại nhân, chính là một vị lượng tôn của lượng tổ chức, sau khi bị bắt tại la sát thần thành, về sau bị kình thiên mang về thiên nam sinh tử khư giam giữ. Cung Nam Phong cười nói. Kình thiên ngây thơ như thế sao? Còn muốn mượn cơ hội này, tẩy trắng tội nghiệt của nhị đại nhân. Trần, người nói hắn đây là tính tình thật, hay là bản thân liền là cự đầu phía sau lượng tổ chức? Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến. Nói, dạ tôn, cho ta cung cấp một chỗ an tĩnh bí cảnh. Tin tức ta đến vô thường quỷ thành. Tạm thời không nên để bất kỳ người nào biết. Minh dạ nói, thế nhưng là vô thường quỷ thành tình huống hiện tại. Không vội. Tốt a, à, bản tôn cái này đi an bài. Minh Giả nhìn ra Trương Nhược Trần có ý định khác, không dám tiếp tục nhiều lời. Hết chương 3801 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.